Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, 4 trung tâm đăng kiểm ở Hưng Yên bị đình chỉ hoạt động, khiến lượng xe ô tô đổ dồn ồn ứ về 2 trung tâm đăng kiểm 8904D trên địa bàn huyện Văn Giang và 8907D trên địa bàn huyện Kim Động. Nhiều tài xế cho biết họ phải xếp hàng 1 đến 2 ngày, nằm chờ mới được đến lượt và đăng kiểm. Nhiều người không chờ được đành chọn trung tâm đăng kiểm khác, nhưng cũng chung điểm khúc chờ. Tuy nhiên, do xe sắp hết hạn nên nhiều người đành phải ngồi đợi. Ông Nguyễn Đình Thế ở Gia Lâm, Hà Nội cho biết để đăng kiểm được phải mất 2 ngày và phải chạy qua 3 trạm đăng kiểm mới được đăng kiểm, nhưng xe chưa đạt tiêu chuẩn lại phải đi sửa sau đó quay lại đăng kiểm. Tôi đi đăng kiểm từ 10 giờ đêm ngày hôm kia, xếp lốt. Đến chiều hôm qua thì được vào tới cổng thì là hết giờ. Sáng nay vào đăng kiểm sớm lốt đầu thì là xe bị trục chặt cái đèn lùi. Các bác đăng kiểm đây bảo đi sửa đi rồi về đăng kiểm lại. Nói chung là anh em vất vả quá. Thì thôi thì bây giờ nó khó khăn chung thế này thì cũng phải là theo hàng xếp lốt thôi. Để cho nó có ý thức cho người khác thôi. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8904D trên địa phận huyện Văn Giang mặc dù có 2 dây chuyền kiểm định, nhưng do nhân lực kiểm định viên bậc cao chỉ có 1 nên phải dừng hoạt động 1 dây chuyền, dẫn đến khó khăn cho đơn vị. Trong khi đó, số lượng xe tăng đột biến từ 200 đến 300% so với trước nên dẫn đến ùn tắc trước khu vực trung tâm đăng kiểm. Hiện tại chúng tôi chỉ có một đăng kiểm bậc cao nên là chỉ hoạt động được 1 dây chuyền. Cũng mong là các cơ quan tạo điều kiện để cho các trung tâm được mở lại để nó giải tỏa bớt ùn ứ cho người dân như bây giờ. Mỗi ngày trung tâm đăng kiểm 04D và trung tâm đăng kiểm 8907D trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng chỉ tiếp nhận được 60 đến 70 hồ sơ, chưa kể các xe bị rớt hôm trước được ưu tiên đi kiểm định lại. Theo kinh nhận của phóng viên, tình hình ùn ứ tại 2 trung tâm đăng kiểm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Số lượng xe xếp hàng vào đăng kiểm đã nối đuôi kéo dài cả cây số.